たいところですよね。おっと、今、おっと、今、中尾が。Nụ hôn đêm giao thừa và những cú knock out kỳ lạ nhất.Jogging across the ring. Yeah, jogging home to mama. Hombre musculoso está haciendo sigo desde las 7 de la noche a la discoteca. Andan. El ya está golpeando. Aquí estoy yo. ¡Cuánto rosa la loca! ¡Uy! ¡Raga! Before Mike gets the clean shot. Gerbic hanging on like Mitch Green did. Bone crusher Smith. Straight jab by Mike Tyson.We should mention the guy in the electro. Oh, gee, almost it wasn't a double knockdown. It was a knockdown.As Bundridge went down and Powell slipped. And it's ruled no knockdown. Wow. I don't understand. Oh, a massive left hand by Powell. And Bundridge is out of it. He is out of it. One of the most astounding. It looked like the Zab Judah fight. Unbelievable. That Bundridge, was... He was the neck. He went down three times in 20 seconds. I've never seen anything like it.At the final press conference. First punch, watch. Counter right hand. That's a double knockdown. They both jumped up so fast, Flaherty did not rule a knockdown for either guy, maybe because he wasn't sure who to rule. And then one shot and it's over. Hit-Hurin, giao đấu Yoshihiro Nakao.Hit Herin, võ sĩ tự do hạng nặng người Mỹ, anh từng thi đấu cho các đấu trường Pride, K1, UFC. Trong suốt bề dày thi đấu của mình, anh có 28 trận thắng, 13 trận thua, trong đó có 10 lần loại trực tiếp đối thủ. Võ sĩ người Nhật Yoshihiro Nakao. Trong trận đấu này, võ sĩ Hit Herin thật là quá đáng quá chừng đi. Trong đêm Giáng sinh, Nakao tặng cho anh ta một nụ hôn.Hay vì Nakao thấy Herin đẹp trai, bậm trợn, sẵn có chút máu bóng lẹo cái trong người, hứng chí làm liều. Không ngờ lại bị tre thẳng nó chơi mạnh tay quá. Báo hoại ăn một cú đấm thôi sơn và nằm ro sàn. Bị vô nặng chắc chắn là Yoshihiro Nakao sẽ chừa cái tính kỳ quái của mình. Nụ hôn này được giới truyền thông đặt cho một cái tên là nụ hôn đêm giao thừa. いや今日は後頭部にドクロのカットを施したヒーリングが今相手を指さしていますが、まだゴングが鳴る前でしたけれども、現在アクシデントが起こっております。しばらくお待ちください。いやちょっとこれは谷川さん少しちょっと残念な。そうですね。小さいところですよね。おっと今おっと今中尾がキスの挑発をしていきなり小さいところですよね。おっと今おっと今中尾がキスの挑発をしていきなりヒーリングが殴ってしまいました。これは侮辱だと思ったのかヒーリング。自らの撒いた種でよもやのハプニングを引き起こしてしまった中尾。異例の事態にバックステージは騒然。意識朦朧の状態が続く中尾は。担架に乗せられたまま控え室へ運び込まれた。あれさ、あの金山さん探してて、はい、あの服あのジャンパーとかいっぱいあったからさ。You've been net on the bother in the news all. ライちゃん、ライちゃん。一方のヒーリングは怒りと興奮を抑えられずにいた。反則負けの裁定に納得できるはずもなく、関係者に詰め寄る場面も。ヒーリングのやり場のない憤りは長時間にわたって続いた。大いなる遺恨を生んだこの一戦は後日 K1
K-1 から正式な通達があり、試合結果が変更、無効試合と認定された。果たして中尾とヒーリングの再戦はあるのか。Trận đấu giữa Jerry Hamway, Hackney và Chuck Buster. So at the end of round 4, Jerry makes a bold move. He runs for his life. I wasn't really running. Đúng là nghề võ đài vô cùng khắc nghiệt. Cho dù Jerry võ sĩ có mái tóc dài, biết đánh không lại, bỏ của chạy lấy người, leo lên dây đài mà vẫn bị đối thủ rượt nà, đánh cho một phát té lộn cổ, thật là xui xẻ quá chừng đi mà. Jerry wonders what his fans will think of over, you know, tangled up in the ropes. I don't want everybody saying, "Hey, look, that guy got hackneyed last night." Hey, look, that guy got hackneyed. And there he goes, feet stuck in all three ropes. Unbelievable. Very entertaining. Now Gregory just turns his head. Trận đấu giữa Rivo Murdoch, kẻ săn mồi, Rowan Hart và Harut Grigorian. Glory lần thứ 50 giải vô địch MMA tự do thế giới giữa Rivo Murdoch, kẻ săn mồi, Rowan Hart. Với thành tích 67 trận thắng, 22 trận thua, 3 trận hòa, trong đó có 38 trận thắng knockout, anh là võ sĩ Hà Lan. Giao đấu với võ sĩ Harut Grigorian. Harut Grigorian 46 trận thắng, 11 trận thua, trong đó anh có 32 trận thắng knockout. Hai võ sĩ Hà Lan đã gặp nhau lần thứ hai, nhưng trận chiến này kết thúc trong tranh cãi. Sau khi hiệp 1 kết thúc, sang đầu hiệp 2, đang giao đấu bỗng dưng, Grigorian quay lưng lại với đối thủ của mình và bỏ đi tự nhiên. Rowan Hart tận dụng thời cơ bồi ngay một cú đấm hạ gục không thể tưởng tượng được của kẻ săn mồi Rowan Hart. Hành động của Rowan Hart rất bất ngờ và phi thể thao, mặc dù hợp lại, hai người đàn ông nằm trong ban huấn luyện của Grigorian quá bức xúc và nhảy vào tấn công Rowan Hart trên võ đài. Trong khi những kẻ tấn công bị bắt giữ và Rowan Hart không bị thương gì cả. Đáng trách nhất trong trận này chính là võ sĩ Grigorian đang giao đấu bỗng dưng tự dừng lại. Khi chưa có hiệu lệnh của trọng tài thì bị ăn đòn không có gì là oan uổng cả. Còn kẻ săn mồi thì biết tận dụng thời cơ, mặc dù hạ nắc ao đối thủ nhưng bị mọi người chê cười và bị ăn một trận no đòn. Trận đấu giữa Mike Tyson và Trevor Burbick. Trevor Burbick, võ sĩ hạng nặng người Canada gốc Jamaica. Anh là một trong những võ sĩ tài giỏi khi từng là nhà vô địch hạng nặng của WBC. Khi đánh bại Finlon Thomas, anh cũng là người cuối cùng đánh bại huyền thoại Muhammad Ali. Đây là trận tranh đai vô địch WBC hạng nặng giữa Burbick và võ sĩ trẻ đang tiến bộ vượt bậc vào lúc đó là Mike Tyson. Mike Tyson vẫn là một tượng đài sừng sững, trở thành tay đấm gườm khi lần lượt chinh phục các đối thủ sừng sỏ. Anh có biệt danh là Mai Thép, là một huyền thoại quyền Anh hạng nặng người Mỹ. Anh từng là nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng ở môn quyền Anh, là võ sĩ trẻ nhất từng giành đai vô địch WBC, WBA và IBF khi mới 20 tuổi 4 tháng 22 ngày.
Tyson thắng 19 trận chuyên nghiệp đầu tiên của mình bằng knockout, 12 trận knockout ở hiệp đầu tiên. Sau khi đánh bại các võ sĩ lừng danh, điều này đưa Mike Tyson trở thành nhà vô địch hạng nặng đầu tiên nắm giữ đồng thời cả ba đai vô địch WBA, WBC, IBF. Huyền thoại người Mỹ đã thượng đài 58 trận và giành 59 thắng, trong đó có 44 lần hạ knockout đối thủ. Vào cuối hiệp 2, Burbitt dính một cú móc trái quỷ khóc phần sầu của Mike Tyson. Cho dù anh cố đứng dậy để cho trọng tài thấy rằng anh vẫn còn khả năng chiến đấu tiếp tục. Cái đầu thì suy nghĩ vậy, nhưng cái đôi chân thì không. Báo hỏi anh cứ té lên té xuống giống như kẻ say vừa mần hết 2 lít đế gò đen. Thật là buồn cười quá đi.
we've got a brand new heavyweight champion of the world, Mike Tyson. While Trevor Burbank was brave in the early going of round one, and from about the midway point of round one, he couldn't do anything. That's Jimmy Jacobs in there. Bill Caton also works with him. A very happy Don King. Kevin Rooney congratulates this champion. Jose Torres there in the ring with Mike as well. Former light heavyweight champion of the world. Trevor is disappointed, can't believe. That uppercut is Tyson. Catches him with a right left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Burbank falls back in the rope, I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. Let's watch the finishing blow. Crushing right hand. Wow, with a left hook, then a right hand right in the temple bone, and he's in trouble here. He reels backwards. That's the very first knockdown of the fight, and he's able to get back up, and you saw the punches that landed. He misses that uppercut, but notice it's all Tyson. Burbank doing nothing offensively, and he crashes down. Mills Lane sends him to the corner, and look at the courage. Again, his mind and heart want to get up, but his body won't allow him to. His legs are rubberized. Look at it. Mills Lane continues the count. And it'll be scored as a knockout for Mike Tyson. And that's it. He's not ready. And Mills Lane says, no, you're not back your feet. It's all over. And we've got a brand new WBC heavyweight champion of the world. And he's a youngster named Mike Tyson, who can reign for a long... Trận đấu giữa Aaron Pryor và Bobby Joe Young. Aaron Pryor có thành tích 36 trận thắng chưa thua trận nào, trong đó 32 trận thắng knockout. Aaron Pryor có thành tích đáng nể, trước trận đấu chắc có lẽ quá tự tin về khả năng của mình và cho rằng Young quá nhỏ bé so với thành tích mà anh đã xác lập, nên Aaron quá ngang tàn. Còn Bobby Joe Young, anh có thành tích 29 trận thắng, 6 trận thua, 1 trận hòa, trong đó 22 trận thắng knockout. Tuy có thành tích kém xa so với Aaron, nhưng anh trẻ hơn và có chút lợi thế về thể hình. Bobby Joe has jumped all over Aaron, and Aaron tries to tie him up. But that was a flesh knockdown. 10 seconds to go. Under 10 seconds. Opening round. Bobby the inswell on it. Get the punches off. Here's the action of that knockdown. Boom! A big right hand. Bobby Joe whistled it over the top, right over the low-held left hand. Of, like we said before the fight, maybe Aaron Pryor took too tough an opponent for a comeback fight. Bobby Joe Young really showed us that he can punch. There's no question. He started out the first round by feeling out Pryor. He's feeling out Pryor at the start of this round, and he unloaded with that right hand. He hurt Aaron. Aaron's showing him a lot of respect. Aaron's keeping his distance so far. There's no question. Pryor seems to be hurt again. Aaron slipped, but then with Aaron Pryor, and down he goes. It was in a title defense against Duane Johnson. In November of 1981, that Aaron was down twice in the first round and in big trouble. He came back to stop Johnson in round number 7. The late Duane Johnson, Randy. Round number 2. A slight swelling underneath the left eye of Aaron Pryor, who moves forward and right at Bobby Joe Young, who plants a hard right to the rather soft midsection of the blown-up Aaron Pryor. A natural lightweight, fought junior welterweight for all of his career. Randy, you know, unbelievable. He's got that constant motion. Well, he's got that upper body feint the way a football player would do if he's trying to get around a defender, and he's really confusing Bobby Joe as exactly. He's doing it. Exactly, Randy. Aaron just landed another solid right uppercut and we're both down. Well, Randy, you see, Aaron Pryor is always moving his head. He's just perpetual motion. Very, very hard to get a good shot at him. Đến hiệp 7, Aaron dính phải một cú móc vòng cầu trái, trời giáng, long đầu, rung ốc. Aaron đứng không vững, cố tình dựa vào trọng tài. Nhưng cơ bộ không ổn chút nào nên anh quyết định quỳ gối để chờ hiệu lệnh điếm ngược của trọng tài. Và chuyện gì đến cũng phải đến khi trọng tài nhận thấy Aaron không còn khả năng chiến đấu nữa.
nên cho dừng trận đấu và xử thắng cho Bobby Choyang. Thật là đáng đời cho kẻ ngang tàn Aaron. Đến đây, Tradingo xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đại gia đình trong thời gian vừa qua. Kính mong đại gia đình tiếp tục đăng ký, xem và chia sẻ video với bạn bè. Tradingo xin kính chúc đại gia đình một ngày bình an. Cảm ơn.